BKSCB Nha Trang là tinh hoa tâm huyết của chúng tôi và định hướng phát triển từ năm 2021 trở đi. Là quần thể bất động sản phức hợp nghệ thuật, nghỉ dưỡng và giải trí ven biển tại trung tâm thành phố Nha Trang. Mà sau khi vào công trường và tiếp xúc với lại một cái chủ đầu tư và cái đơn vị thi công là Hyundai, là đơn vị thi công hàng đầu thế giới, thì sau khi đi một vòng quanh công trường thì bản thân mình cảm thấy thực sự là ngỡ ngàng. Và một khu đô thị được xây dựng rất là bài bản và hoành tráng, và hy vọng rằng sau 2 năm nữa thì nơi đây sẽ biến thành một điểm đến của Nha Trang, và chắc chắn rằng nó sẽ là điểm đến của thế giới. Tôi vừa tham quan công trường của dự án Vega City Nha Trang, thì thực sự với hơn 600 công nhân làm việc ngày đêm 24 giờ một ngày với 3 ca và với tốc độ thi công thần tốc, thì tôi nhìn thấy đủ niềm tin với tập đoàn Thea Holding, chủ đầu tư của dự án Vega City Nha Trang, với đối tác uy tín hàng đầu thế giới là Hyundai, thì chắc chắn dự án Vega City Nha Trang, những gì chủ đầu tư nói, những gì chủ đầu tư cho khách hàng hay chúng tôi xem, những hình ảnh tương lai của dự án sẽ trở thành hiện thực trong 24 tháng tới.